ហើយយើងត្រូវការតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងណាគួរតែចាក់ចេញបើគេមិនឲ្យតម្លៃយើងពីព្រោះជាទូទៅមនុស្សយើងរស់នៅគឺត្រូវការតម្លៃហើយត្រូវឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានតម្លៃពាក្យសត្វចឹងគេថាខ្លាបើស្លាប់គេទុកស្បែកមានតម្លៃគឺស្បែករបស់ខ្លាក៏ពើក៏អាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយយើងនិយាយយកខ្លាមកនិយាយរីឯមនុស្ស តម្លៃរបស់យើងទៅបីយើងស្លាប់ទៅយើងមិនសល់ទុកនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះបុព្វបុរសយើងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ណៃតាយើងសិតតែយើងមិនសល់ទុកនៅស្នាដៃពិភពលោកដូចជានាលីខ្វាន់យូនៅចិនគេមានម៉ៅសេតុងតេងសាវភីងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទោះបីជាមនុស្សស្លាប់ហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានតម្លៃនៅតែគេនឹករលឹកនៅតែគេគោរពបូជាជាពិសេសព្រះពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងតែម្ដងណាបន្តិចឯងដែលមានសាវៈច្រើននៅលើទាំង ទូទាំងពិភពលោកយើងនេះគឺជាគុណតម្លៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងព្រោះព្រះអង្គលះបង់ច្រើនសម្បីតែស្ដេចក៏ព្រះអង្គអត់ធ្វើដែរហើយខ្ញុំមិនមែនអ្នកសាសនាខាងពុទ្ធសាសនាច្រើនទេអញ្ចឹងវត្តតងពុទ្ធសាសនាក៏មិនសូវដឹងដែរដឹងថាតិចតួចប៉ុន្តែអ្វីដែលតិចតួចគឺជារឿងមួយដែលខ្លឹមរបស់យើងយល់ច្បាស់ថាតិចតួចហ្នឹងគឺបាបបុណ្យតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺទោះបីដឹងតិចតួចមែនតែដឹងច្
Jang ngi da thua lo man lo thua akrok kue ban akrok ai hai mien pe kala jeung kom teu chnaen chmuoy neak thua akrok tae jeung aton khoen latthaphal akrok da sa pe velia aton dol ta pe velia ma dol chvah chi khoen hai rueng latthaphal akrok jeung chue tha vay da lo ru neu jeung ban sabai chot ot khlaj na khmauk ko khlaj manuh ko khlaj dae manuh lo tvei khlaj ko man chran jeung ket jeung vi aat mien khla kalaing khla vi neu leu lok ni vi khmien ai neu prateh na kdoy vi khmien ai dae yutthethom 100% ប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចមកសំរុំអាចទទួលយកបានខ្ញុំជឿថានៅលើលោកនេះមានកន្លែងណាដែលយុទ្ធធម៌ 100% គឺយើងគិតថាអត់មានរឿងគឺវាអញ្ចឹងប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះដែលយើងនិយាយថា គួរតែចាក់ចេញបើគេមិនឲ្យតម្លៃនិយាយទៅបើសិនជាយើងយល់ខ្លួនឯងមានតម្លៃហើយគេមិនឲ្យយើងដឹងនៅធ្វើអីមនុស្សរស់នៅគឺត្រូវការតម្លៃឯងបើអត់តម្លៃយើងមានតែសត្វគ្នាមិនមានការត្រេះរិះពិចារណាដោយមនុស្សមិនមានបញ្ញាដោយមនុស្សសត្វគេឲ្យតម្លៃមិនឲ្យតម្លៃក៏រស់នៅបែបធម្មជាតិច្រើនជាងសត្វខ្លះដូចជាសំណក់ដូចឆ្កែដូចហេតុអីបានគេស្រឡាញ់ក្នុងសភៅធ្លាប់ឃើញមកឃ្លាថាពេលដែលគាត់យល់ពីមនុស្សកាន់តែខ្លាំង
này negative vậy thì quạt tầm mát mình nuốt chít phần đại miên mà chống khá đỡ xa quạt tai dị khơi mình nuốt mà chấm nuốt mình ai triệt thiệp mùi sần nọ quạt bản bản này thà dương chỉ mình nuốt tại chết dương mình nhẹ dị ca dương vì ai mình men chỉ mình nuốt từ bảo miên từ sẽ đầy bản năng cả lắm từ bảo miên tu sần nặng bản năng cả lắm rất muốn làm sao ấy từ ở bậc thiên là bớt bao dương tha cua chạy tránh bà kia mình ao đầm lái sầm nua tìm mùi su khôn anh thân tha ta dương miên đầm lái hỏi nè bà dương tha kia mình ao đầm lái dương thử su khôn anh thân tha dương miên đầm lái hỏi được nè để trời kì ao khai miên tê khai dương vì ăn miên đầm lái để trời kì ao á hỏi dương trẻ tin tia đầm lái chàng khôn anh ắt đăng ha đầm lái rồi bóc luôn anh phải bật cát nữa nơi cái lại nè ha với để chia đầm lái bao nhiêu hai đứa dân trong ban đầm lái tiền luôn anh mình ban co sang ở với ở luôn anh miền đầm lái anh nâng dân thử su luôn anh thá dân miền đầm lái hơi được nữa ok tí thua dân thử đăng ha đầm lái bao nhiêu ban mau bị na ban mau bị kê áo cứ để sai dân chỉ nè bằng cát đầm lái áo luôn này anh nâng cứ dân thử cho ba đêm đó được nhom dân nhom vô ha nhà khác cái ao đầm lái dân bà sân chỉ cái pin chết rồi có con tro rồi có ai có phim nơi ở với đại chi tu sĩ nào là bỏ dương chi cùng đất là bỏ dương. Phần tai mình bà con mình nước cung lúc sắp tại ao đầm lại dương thằng ngon. Phần tai mình men đòi xa nhẹ đột tây mình ao đầm lại dương. Ba giờ dương khi đầm lại mền dương nghe. Bom môn a chơi từ mưa nơi nông video môi muối. Dù dù anh miên khẩm mình muối đại châu máu ai tha vì bà ha rước gọi đi cùng. Đây miên nhạc là dương phở biển thôn thô tứ. Có thể dương bằng bùl sẵn cung. Còn dù là dương dây ní khóa đồ bài đi. Để được trong phòng miền video để đẹp trong dây ông bì sơ. Đại bà ra chênh nông xả lá nữa. Sơ bát bà ráng nữa. Hết ấy ai nhìn thư tựa cái thư ấy nữa. Anh nhìn thử dù lắm. Đó xa con sơ đại cót mân chục chênh nông xả lá. Rứt gọi bà ra chênh nông xả lá. Rứt hai thật bát bà ráng. Nhân gọt kết tham ở ngay khỏi chênh phương cam. Rồi bàn vẻ khai trởn. Ốc bàn vẻ khai trởn. Nhân gọt kết tả hướng hồ xí. Hay nè mùi phòng đá này hồ xí bạch múc. Còn sẽ đang với đọc khẽ đấy. Hay nơi xả lá nơi quạt thọt tùa rong. Nơi ca đặt toàn là cam bị cừu. Ca sao chẩm ọ bê trì bị nẹ đầu tây. Thôi quạt xoam nơi ô bà sạc.
đau là tay quạt chân phơi chùm nuối cứ quạt xoăm hời vậy quạt xoăm cắt ca lủng bạc tăng nó giờ lá cái lốt quạt hời vậy cái áo quạt chơ cái ấy nhưng là tay quạt chân phơi chùm nuối tay chăn là tay bị chun ấy quạt xịp hời vậy vì bữa à hướng ở nó cứ quạt xoăm bạc hời bà hay nước nông giờ lá có cái này là từ non quạt này bà chẳng ai miên nè đại tu sơn á bị ốm chém nó quạt tha khi mà một pull sừng cốt miên này tha chùm rốn mình nút ao từ riêng mình của cả rồi mạch khom hiển tới tới với trong phơi này miên quạt tiên dương từ chân mình anh nâng tư chìa vây để dương dế cùng nít để dương trái trái vì hạ đôi chìa không nằm lại phân tác nhóm trong chìm hiệp tha đầm lại bọc nhóm mẹn đã xa gọt áo gì nhưng dương ọt từ khó lần gọt áo đầm lại mình ọt mấy phân tác nhóm đâm đặc luôn anh chìa nằm nà hơi dương kết mưa tha ai dụ gọt của ai không nên chìm ba nỉ dây thần nặng nơi không dùng cúm chấm chưa ra bền vậy vì cầm rất bận thôi nhầm đấy đóng mình phải gọi thằng gọi lừa dương ấy phần tay miên bị khắc ca para thì xa ca nỉ dây đây phở bị bệnh ấy miên bị khắc hạ đồ dễ ập sơ miên cả đã sự chỉ được thua được cả cái lúc đấy chấm miên bị khắc dương cũng kết trở ấn tị cũng kết trở ấn tị là bao khắc dương kết trở ấn tị được dương khoảng dây ra sma đừng vô sầm ram mà tục không khu qua bảo dương dương phơi ập chén nhỉ nơi lư lúc này bờ sân dương kết trở ấn và can trở ấn thưa ao khuôn ai ập sờ bài chết bài mình chẳng ai để mình lụa đời ra bị sầm đấy con à nâng dương căn để ập nằm lại chấm dương xưa khuôn ai là dương tìm nguyên miên nằm lại hơi được nơi tí tí nè nè chỉ nè ao đầm lại dương cứ dương prăng tiêm tia thưa mất ao kia ao đầm lại dương bạn nè dương thưa ao kia ao đầm lại mình men nơi sốc sốc kia mà ao đầm lại dương nghe chẳng bạn dương vậy ông pi như là ca Rolex nơi sốc sốc kia ao đầm lại Rolex đầm lại rob mơn đà la rob sắp mơn đà la anh chẳng mẹ nưỡng trai đón hai mình men dương nơi sốc sốc ao pi pro Rolex chỉ nè cầm nắp thay như là ca mùi mùi như là ca mạ ní model ní pi mơn model lô 50,000 100,000 50,000 ấy chẳng tới ấy chẳng đầm lại ní mình mến nẹ tình ảo đi cứ cầm hôn kê cầm nót đầm lại luôn rồi bỏ kê ấy chẳng dương thử chăm tha đầm lại tất cả có cứ dương chỉ nẹ bằng cả lần nhưng đừng hãy thả Rolex bảo chim sắc xa thru pi bảo vọt nó tăng pi mà bọn bảo buôn nổi prám hai nẹ đẹp rô khơi những chân chịt ông lê cái rô khơi nhận viên đọc tăng mà bọn bảo buôn nổi prám vậy đây là bây lưu ti môi bảo Rolex những cứ miên nẹ đẹp chương ai khang hai tất nó kẹt như là ca Rolex hai tất hai đo chùm nôn đọc máu ai từ khi nông chùm rơi chất nâng khỏi máu khi bị sao ban mùi rôi mạch nhưng chân kinh mưu khơi vì quân là phiếp bỏ Rolex rò hốt bao nì dây vì quân là phiếp bỏ Rolex bao nì dây làm vi chùm rơi chất trong cao nâng Rolex bầm bay ai kể tạ cam đoan mùi mớn pi bòn mạch chọc từ khổng nhưng chân Rolex kếp chi dâm bằng cả đầm lại ở khuôn anh là hốt tăng tìm mẹ trìa và thổ thiết đam đài Rolex kì vô mà phát sắp đại lệch sĩ bán này ra vì tùm nượp hay ở vây đài thua ở Rolex là bây nó cứ ả dụ cao rồi bỏ vì nhưng chân màn mùi mùi hạt ấy bằng kì trong bẹ Rolex Rolex chung ra kì bẹ tơ vì ọt sợ khát tìm mùi quân là phía vì là ó và thổ thiết đam kì vô mà là ó hả ả dụ cao vì nó cứ về đồ rọt rồi chẳng tới vì tư chìa vật thổ bỏ rán đồ sân chỉ nơi lưu tìm xa vì ọt sơ miên ảnh như là ca nâng việc đạch bụi cháu xa là mặt hướng đưa pi hướng đánh khái ạch đồ rọt rọt sắc mơn đồ lá rứa gỗ châu đồ liên đồ lá hay dù dù dùng miên chẳng mùi đại quát tha như là ca quát nâng sở rí như vậy đó chanh đang bị rọt rồi chẳng muốn còn đây vì nó sạc nó mây trơn này mà nó dùng dây bìm sắt đo chanh máu vì nó có hôm ngang rồi mà sân chẳng bầm lấy rồi bỏ rô lệnh mình mến cái ao tê cứ vì miếm đầm lấy luôn vậy đợi làng rô rối nhà khi mà đại trí còn khi mình đại bàn tắt nhà khi mà mình đại trốn cứ dây bị tùm nếp ở phía rồi bỏ về rất là tùm nếp cảm dây bị rút riêng về nát dây bị accessory về nơi khang khăn ông sần tha về chỉ con ba mỗi cái chất như chất nó phải chia sẻ chất chất đầm lấy bỏ rô rối nhưng cứ kê nhẹ bằng cát ở miếm phía tùm nếp để LV nhấn sbaik vi chênh mau vi khok ke vi ot phong khlen vi ai chang tau srob sat ai chang tau bo iPhone chang tau da sa iPhone dambong ke keu chi tu sap touch screen dai mon cham bach mien key hao keu chi tu sap dambong mo os dai aich chop internet chang mo do thai ni jeung tieng os khnie aich meul khnie khoen kan tae sruol nang da sa iPhone nang hai jeung mien bandang songkom mien ai nang tang pi Facebook tang pi Telegram tang pi Line WeChat lak nang lak chang da sa ai đòi xa tại Apple cái bàn rồi khơi iPhone nữa bàn là Steve Jobs ok nhưng mình quân làm lại tăng đúng không hai tập toa máu dương khoản là phone là tập bốn cái rồi khơi nhà tập bốn cái bờ sân chỉ dương mình app thì vợ bằng to iPhone mình chỉ dương miền version mấy mấy tranh máu hai mình thua ở function căn để lo phở rút riêng căn để sao thế số bây để bị môn máu iPhone có thời để cả lập chặt đại à vậy để cái toa ai làm lại dương nó với ai mình không miền anh dương thật trăm không thì luôn lơ lơ luôn đi mẹ mình ai tới bật tô sòng cung hết ấy viên miên ca phê phủ mẹ mình ai tới bật tô vị chia xa hết ấy có rít chầm chầm ran lươn mà lên no
ពីព្រោះគេត្រូវការកសាងតម្លៃរបស់គេបើសិនជាអ្នកយឺតអ្នកត្រូវគេតបចេញពីសាយវាហ្នឹងយើងច្បាស់ខ្លួនឯងហើយថាតម្លៃរបស់យើងមិនមែនគេឲ្យទេគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតឬក៏ធ្វើឲ្យគេឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវឆ្លើយនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងមុនសិនហើយបានចេញជាប្រធានបទយើងថាពេលដែលយើងបង្កើតតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងហើយគេមិនឲ្យទើបយើងចាក់ចេញអញ្ចឹងហើយបានមានអ្នកខ្លះយើងនិយាយថាមកជីវិតនេះខ្ញុំមិនទៅជីកទេអារោរយស្ដាយលុយ507ក៏ស្ដាយលុយដែរពេញដែរអា300ហ្នឹងជីកទំនោតទៅមុខដូចតែគ្នាម៉ាសិនតិចតិចដូចតែគ្នាធ្វើអស់លុយតិចទៀតអានឹងភាសាអ្នកមិនទាន់មានលុយទេបើអ្នកមានលុយហ្នឹងក៏អ្នកមិននិយាយចឹងដែរណានេះការមួយ30រៀលក៏ពាក់បានដែរ40រៀលក៏ពាក់បានដែរទៅល្ងងណាទៅភ្លឺទិញអីរ៉ូលិចទេនិយាយច្រើនអ្នកខ្លះក៏ចឹងដែរថាឆ្ងល់ដែរទៅជួលបុគ្គលិកមួយវាខែដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារធ្វើការដូចតែគ្នាអីចឹងអ្នកអត់យល់ពីតម្លៃកាលណាអ្នកមិនយល់ពីតម្លៃអ្នកក៏គ្មានវាសនាប៉ះពាល់ឬក៏ជាថៅកែឬក៏ជាសហគ្រិនបើអ្នកមិនយល់ពីតម្លៃបុគ្គលិកមួយជីវិតនេះអ្នកគ្មានសំណាងខ្ញុំប្រាប់វាថាគ្មានសំណាងបានប្រើបុគ្គលិកដែលឆ្នើមពូកែប៉កែមកធ្វើការឲ្យអ្នកទេក្នុងមួយជីវិតនេះអ្នកអត់មានមនុស្សប៉កែនៅជុំវិញខ្លួនទេដូចលីវប៉ៃណាអត់មានជូកលៀងអញ្ចឹងអ្នកគ្មានទេលីវប៉ៃហ្មងបានជូកលៀងហើយលីវប៉ៃគឺដឹងអំពីគុណតម្លៃរបស់ជូកលៀងទៅប្រហែលដងចិត្តអត់ធ្មត់ខ្លាំងដាក់ខ្លួនខ្លាំងពេលទៅរកជូកលៀងអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងជូកលៀងគេលាក់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនដោយសារអត់តម្លៃទេប៉ុន្តែដោយសារអត់មានអ្នកណាដឹងអំពីគុណតម្លៃរបស់ជូកលៀងអញ្ចឹងមានតែលីវប៉ៃទេដែលមើលឃើញអំពីគុណតម្លៃរបស់ជូកលៀងហើយមានតែលីវប៉ៃទេដែលជូកលៀងគិតថាអាចធ្វើជាម្ចាស់របស់គាត់បានអញ្ចឹងយើងជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងជាបុគ្គលិកដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកណាចេះតែជួលយើងបានទេឲ្យតែយើងខំប្រឹងអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគុណភាពរបស់ខ្លួនមិនមែនអ្នកណាចេះតែជួលយើងបានទេអ្នកខ្លះមកនិយាយលួងលោមអូសទាញយើងគេគ្មានឱកាសឬក៏គេគ្មានវាសនាធ្វើជាមេរបស់យើងឯងដូចគ្នាអត្តន័យកន្លែងហ្នឹងចង់ប្រាប់អញ្ចឹងដូចជាចេកម៉ាអញ្ចឹងចេកម៉ាសំបីតារោការងារក៏ពិបាកទី1កាយសម្បទាគាត់បងប្អូនមើលរូបរាងគាត់ទៅធ្វើបលីអត់ត្រូវគេទៅ5នាក់គេជាប់អស់ធ្លាក់តែគាត់ KFC ទៅ24នាក់ជាជាប់23ធ្លាក់តែគាត់រៀននៅបឋមសិក្សាធ្លាក់2ដងមធ្យមសិក្សាធ្លាក់3ដងចូលមហាវិទ្យាល័យធ្លាក់2ដងទៅទៀតតែទីបំផុតបើយើងគិតអញ្ចឹងគេអាចឌីលអូចេកម៉ាគ្មានកំណើតទេរៀនក៏មិនកើតទៅរោការងារធ្វើមិនបានតែទីបំផុតម្នាក់ជួងារៀនដល់បណ្ឌិតមកស្ដាប់ចេកម៉ាដែរហ្នឹងចុងក្រោយមកស្ដាប់អ្នកមនុស្សបរាជ័យដែរហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ចេកម៉ាមិនមែនគេឲ្យទេចេកម៉ាខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លៃគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតឬក៏យើងធ្វើឲ្យគេឲ្យតម្លៃយើងមិនមែនគេនៅសុកសុកមកឲ្យតម្លៃយើងទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវចាំមិននៅសុកសុកគេស្គាល់លីហាវទេអញ្ចឹងលីហាវធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេស្គាល់តម្លៃរបស់យើងបានមកដោយសារយើងជាអ្នកបង្កើតចុះធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំគិតតែរឿងធំធំពីរទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាំតម្លៃរបស់យើងស្ថិតនៅពីរចំណុចធំធំទី1គឺចរិតរបស់យើងហើយនិងសមត្ថភាពរបស់យើងអញ្ចឹងចរិតរបស់យើងនឹងគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើចំណុច4ទី1រឿងសុជីវធម៌ធ្វើជាមនុស្សមានសុជីវធម៌អត់ការនិយាយស្ដីប្រស្រ័យតាក់ទងមួយអ្នកដតីមានតូចមានធំចេះប្រើពាក្យពេចន៍ឲ្យអត់និយាយស្ដីគោរពគេអត់មើលមុខគេចំអត់ពេលក្នុងទីសាធារណៈគេទៅកន្លែងណាមួយគេត្មងជួយយើងត្មងជួយអត់ទៅលោអាកន្លែងគេដែលស្ងៀមស្ងាត់ដូចនៅមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងយើងមានសុជីវធម៌អត់យើងចេះតែផ្លោះជួររបស់គេហ្នឹងអញ្ចឹងទី1តម្លៃរបស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅលើសុជីវធម៌ស្ថិតនៅលើសីលធម៌នេះពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហើយគេខ្លួនឯងវាអាចខ្វះសីលធម៌ត្រង់អីពេលដែលទៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងជួនកាលដោះទុកសត្វតូចតាមផ្លូវដែរនិយាយតាមត្រង់កន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងធ្វើឲ្យបាត់នៅតម្លៃតែអានឹងដោយសារគេអត់ឃើញខ្ញុំជួនបើសិននិយាយគេឃើញខ្ញុំគេថតរូបមកបោះគេថាគ្រូហៅមើលឆោបាញ់នោមតាមផ្លូវធ្វើឲ្យតម្លៃខ្ញុំវាធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងមានពេលខ្លះពេលដែលវាតល់ខ្លាំងហ្មងសំទោសបងប្អូនហ្មងនេះគឺជាគំរូមួយអាក្រក់របស់ខ្ញុំហ្មងដែលយើងព្យាយាមក្រោយមកយើងកាត់បន្ថយច្រើនពីមុនចឹងអាទម្លាប់ទីមួយខ្ញុំខ្សោយតម្រងនោមបងប្អូនអាសាចូលបន្ទប់ទឹកញឹកអញ្ចឹងបានចេញទៅណាផ្លូវឆ្ងាយអត់ចង់ហូបទឹកច្រើនយើងអត់ចង់ធ្វើឲ្យបាត់តម្លៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបតោបង់តពីតពីអញ្ចឹងទីមួយសុជីវធម៌ទី2សីលធម៌ទី3គុណធម៌
ឲ្យដឹងខុសហើយនឹងត្រូវធ្វើអាជីវកម្មក៏ត្រូវដឹងថាបំផ្លាញអ្នកដទៃអត់ពីមុនធ្វើជាបុគ្គលិកតើដើម្បីឡើងទុនទីដើម្បីឡើងប្រាក់ខែបំផ្លាញគេអត់ហើយតម្លៃមួយទៀតយើងនិយាយអំពីទំនួលខុសត្រូវយកលុយគេមកកាក់ម៉ាស៊ីនធ្វើការឲ្យគេពេញដៃពេញជើងទៅដែរមានពេលខ្លះបើទទួលរបស់គេហើយគឺទទួលដោយការទទួលត្រូវឧទាហរណ៍ណាគេផ្ញើឡាននៅមុខផ្ទះយើងគេសុំផ្ញើបន្តិចគេឡើងទៅលើឧទាហរណ៍ហើយបើសិនជាយើងទទួលបញ្ញាពីគេហើយយើងឃើញក្មេងៗមកលេងយើងខ្លាចគប់ត្រូវចောက်ឡានគេទោះបីជាអត់បានមកកាក់ម៉ាស៊ីនក៏យើងណែនាំទៅក្មេងៗណាអូកុំលេងនៅចិត្តនឹងឡានគេថ្លៃអូនក្មួយកូនទៅទៅលេងឆ្ងាយបន្តិចកុំអត់ប៉ះឡានគេសួរតែខ្ញុំអត់មានបានមកកាក់ម៉ាស៊ីនទេតែធ្វើម៉េចយើងបំណាច់ទទួលផ្ញើរបស់គេហ្នឹងគេសុំអាសាយកអាសាឲ្យយើងជួយយកអាសាបន្តិចពួកខ្ញុំអត់ចង់មកដល់ពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញឡានគេឆ្កូតបែកកញ្ចក់យើងអត់ចង់ពីព្រោះហេតុអីពេលដែលយើងទៅផ្ញើឡាននៅកន្លែងគេវិញយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចគ្នានេះគឺជាតម្លៃរបស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបថានេះគឺជាចរិតហើយបូកនឹងសមត្ថភាពអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាសុជីវធម៌ខ្ញុំនិយាយថាសីលធម៌គុណធម៌និងទំនួលខុសត្រូវវាចូលទៅក្នុងចរិតមួយសិនហើយដែរខ្ញុំយកដបទឹកសុទ្ធនេះចេញមកខ្ញុំចាត់ទុកថានេះជាយើងនេះគឺជាយើងចុះតម្លៃរបស់យើងនៅណាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាដបទឹកសុទ្ធមួយវាអស់ទឹកខាងក្នុងនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាវាជាសមត្ថភាពឥឡូវនេះវាសមត្ថភាពបានត្រឹមតែទឹកទេហើយបើសិនជាខ្ញុំហូបវាអស់បងប្អូនគិតថាដបនេះវានៅមានតម្លៃទេណាវាមានតែតម្លៃវាតិចតួចបើវាមានទឹកតម្លៃវាគ្រាន់បានតិចអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនថាអាទឹកនៅខាងក្នុងនេះគេនិយាយអំពីសមត្ថភាពដបទាំងមូលគេនិយាយអំពីស្មើនឹងចរិតមានសុជីវធម៌សីលធម៌គុណធម៌និងទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាយើងអត់សមត្ថភាពហើយដបនេះបើសិនជាវាខ្វះគម្របតម្លៃវានៅកន្លែងណាគេបោះចោលហើយព្រោះហេតុអីប្រើការវាអត់កើតប្រើការវាអត់កើតចុះបើដបនេះកប៉ិតចេះទៀតកប៉ិតចេះទៀតរឹតតែអត់តម្លៃមានន័យថាបើចរិតយើងនឹងវាអន់ណាគ្មានសុជីវធម៌គ្មានសីលធម៌គ្មានគុណធម៌វាស្មើនឹងដបនឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹងដបនឹងអញ្ចឹងហើយនឹងត្រូវគេបោះចោលហើយគេជន់កណ្ដាយូកាន់តែគ្មានតម្លៃបងប្អូនយល់អញ្ចឹងសូមថែរក្សាដបរបស់យើងមានន័យថាចរិតរបស់យើងឲ្យវានៅស្អាតផ្លឹងហើយឲ្យវាមានរបៀបឲ្យវាមានសុជីវធម៌ឲ្យវាមានអីនេះគឺជាតម្លៃមួយផ្នែកអាចនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់យើងមាន 50% តម្លៃរបស់យើងគឺចរិតរបស់យើងពេញរូបពេញរាងសុជីវធម៌សីលធម៌គុណធម៌នឹងការទូទៅមួយទៀតអានេះទឹកឃ្មុំបងប្អូននេះទឹកឃ្មុំព្រៃបើសិនជាឃ្មុំអញ្ចឹងវាមានផ្លាកវាមានស្លាកសញ្ញារបស់វាវាមានយីហោរបស់វាខ្ញុំសួរដបរបស់ខ្ញុំដែលទៅទេនេះវាគ្រាន់តែជាចរិតរបស់ខ្ញុំនេះវាមិនគ្រាន់បើដែរបងប្អូនណាវារូបរាងវាស្អាតបាតវាមានកម្របមានអីត្រឹមត្រូវមានណាមានសុជីវធម៌មានសីលធម៌មានគុណធម៌មានទំនួលខុសត្រូវនៅពេលដែលខ្ញុំបន្ថែមទឹកឃ្មុំចូលទៅក្នុងដបរបស់ខ្ញុំតម្លៃរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រែប្រួលដបនេះខ្ញុំចង់និយាយថាដបអីមិនស្រួលបាន200លុយខ្មែរអីទេដឹងតែបើសិនជាចាក់ទឹកឃ្មុំមកដបនេះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចាក់ចូលពេញប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអាចមានតម្លៃរហូតដល់30,000ទៅ40,000ហេតុអីពីព្រោះទឹកឃ្មុំព្រៃមានតម្លៃប៉ុណ្ណេះអាច60,000រៀល60,000រៀលបងប្អូនបើទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងអាច40,000រៀលអញ្ចឹងចាក់អានឹងចូលមកនេះតម្លៃខ្ញុំយ៉ាងតិចកើនឡើង30,000យ៉ាងតិចកើនឡើង30,000ចង់ជម្រាបបងប្អូនថាតម្លៃរបស់យើងក្រៅតែពីដបរូបរាងរបស់យើងសុជីវធម៌វាមានសីលធម៌វាមានគុណធម៌និងទំនួលខុសត្រូវបងប្អូនត្រូវការចាក់បន្ថែមនៅអ្វីដែលល្អគឺសមត្ថភាពអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះមានសមត្ថភាពត្រឹមទឹកសុទ្ធអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់យល់អត់ព្រមត្រឹមទឹកសុទ្ធខ្ញុំចង់ជាទឹកស្ដាយខ្ញុំចង់ជាទឹកល្ពៅខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាទឹកតិចក្រាញ់ពីព្រោះវាអាចលក់បានថ្លៃជាងទឹកធម្មតាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាទឹកឃ្មុំពីព្រោះហេតុអីទឹកឃ្មុំហេតុអីទឹកឃ្មុំព្រៃវាមានតម្លៃវាធម្មជាតិវាពិបាកក្នុងការទៅរកហើយទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលគិតថាទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងអនយើងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិទេគ្រាន់តែបើនិយាយថាឃ្មុំអញ្ចឹងគេងាយស្រួលជាងអញ្ចឹងតម្លៃវាថោកជាងខ្ញុំយល់តែកន្លែងហ្នឹងទេពីព្រោះឃ្មុំព្រៃវាទៅជាវត្ថុកម្រហើយល្មមយើងទៅយកបានវាជារឿងមួយពិបាកតែបើខ្ញុំឲ្យតម្លៃវាខ្ញុំគិតថាទី1ឃ្មុំអញ្ចឹងគេបែបអាជីពគេអាចអនាម័យអញ្ចឹងបើសិនជាឃ្មុំព្រៃនេះយើងមិនដឹងថាពេលដែលគាត់ពូតគាត់លាងដៃអត់អញ្ចឹងមានពេលខ្លះការឲ្យតម្លៃរបស់ម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែទឹកឃ្មុំនេះវានៅតែមានតម្លៃរបស់វាអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំគិតថាអាចអត់មានអនាម័យទេឃ្មុំព្រៃប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចកែប្រែតម្លៃ60,000រៀលរបស់គេដោយសារខ្ញុំមិនសូវជាពេញចិត្តខាងអនាម័យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃផ្ដោតលើចំណុចសំខាន់2ទី1គឺចរិតអញ្ចឹងក្នុងចរិតខ្ញុំផ្ដោតលើតែរឿង4ធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានសុជីវធម៌ធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានសីលធម៌ធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានគុណធម៌ហើយធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវ
បន្ទាប់មកបើចង់ឲ្យខ្លួនឯងកាន់តែមានតម្លៃត្រូវកសាងសមត្ថភាពសមត្ថភាពវាគឺជាអ្វីដែលនៅក្នុងដបមានន័យថាជាទឹកឃ្មុំឬក៏ត្រឹមតែជាទឹកសុទ្ធមានពេលខ្លះយើងមកត្រឹមខ្លួនឯងជាទឹកសុទ្ធបានថាជាកូនអ្នកស្រែកូនកសិករប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងជាទឹកសុទ្ធមួយជីវិតទេអញ្ចឹងយើងព្យាយាមដូរអាផ្សេងយើងព្យាយាមដូរធាតយើងខាងក្នុងសង្ឃឹមដល់ថ្ងៃណាមួយយើងនឹងមានជាទឹកឃ្មុំយើងនឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងគេឲ្យយើងមកដល់1000ណូយើងអត់អាចលក់បានទេអញ្ចឹងកុំមួយថ្ងៃទៀមទាតែគេឲ្យតម្លៃគឺបងប្អូនត្រូវតែបង្កើតតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងដូចជាគ្រូបង្រៀនអញ្ចឹងមានពេលខ្លះសិស្សមានឲ្យតម្លៃគ្រូអត់ទេប៉ុន្តែមិនមែនសិស្សមិនឲ្យតម្លៃគ្រូធ្វើឲ្យគ្រូបាត់តម្លៃទេជាទូទៅគ្រូខ្លួនឯងត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃបន្ទាប់មកបើសិស្សដែលមិនឲ្យតម្លៃគ្រូសិស្សចាំស្រៀបសិស្សនឹងរៀនអត់កើតពីព្រោះអត់ឲ្យតម្លៃគ្រូមករៀនលោឡាប៉ុន្តែគ្រូព្យាយាមឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រូធ្វើឲ្យខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃមកបង្រៀនចុចតែទូរស័ព្ទងាកចេញក្រៅឡើយនិយាយទូរស័ព្ទដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទុកសិស្សចោលអានឹងគ្រូខ្លួនឯងគ្មានតម្លៃទេពីព្រោះយើងអត់បានបង្កើតតម្លៃមកឲ្យខ្លួនឯងអានឹងយើងមិនអាចបន្ទោសសិស្សបានទេក្រោយនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនយល់អញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូគេខំប្រឹងធ្វើនឹងហើយសិស្សមិនឲ្យតម្លៃមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនខំរៀនអានឹងគឺជារឿងរបស់សិស្សពីព្រោះគ្រូនៅតែមានតម្លៃរបស់គ្រូអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយយើងដូចគ្នាដែលគាត់ខំប្រឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងគ្រប់គង់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ធ្មត់មួយយើងគ្រប់បែបយ៉ាងជួនកាលយើងឲ្យតម្លៃទៅមនុស្សប្រុសម្នាក់នោះឲ្យតម្លៃទៅនារីម្នាក់នោះខ្ពស់ជាងគាត់គួរវាមិនមែនជារឿងមួយដែលគួរឲ្យកើតឡើងសោះពីព្រោះហេតុអីគុណតម្លៃគុណបំណាច់ដែលគាត់ចិញ្ចឹមយើងបាត់ទៅណាអានេះវាមិនខុសពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបុគ្គលិកតើតួយកតាំងពីអត់ចេះអីសោះគេបង្ហាត់បង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលដល់តែមានចំណេះមានជំនាញមានបទពិសោធន៍យូរយូរទៅចេះច្រើនគ្រាន់តែគេដេញថ្លៃទៅបាត់សូម្បីតែដាក់ពាក្យមិនដាក់ផងពីព្រោះហេតុអីខាងនោះគេប្រញាប់ពេកអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាត់តម្លៃកាលណាយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងគ្មានទំនួលខុសត្រូវគ្មានគុណធម៌បែបនេះខ្ញុំជឿថាទៅក្រុមហ៊ុនថ្មីអ្នកក៏មិនរុងរឿងមិនមែនជាភាសាដាក់បដាសាប៉ុន្តែឲ្យអ្នកពិចារណាអញ្ចឹងយើងជាយើងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យខ្លាយទៅជាដបល្អហើយទៅរកអាធិបខាងក្នុងយកមកច្រកវាចូលមានន័យថាដបពីធិបទៅជាចរិតអាទឹកឃ្មុំនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅជាសមត្ថភាពអញ្ចឹងសមត្ថភាពយើងមានចំណេះហើយនឹងជំនាញចំណេះជំនាញមិនតន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតគឺពឹងលើភាពប៉ិនប្រសប់ឬក៏ភាពបត់បែនដែលយើងហៅថាអ្នកចេះបត់មិនស្មើអ្នកប្រសប់មួយល្មមបានទឹកឃ្មុំប៉ុណ្្នឹងបើអត់ចេះពូតហៀខ្ទេចបើអត់ចេះយកឃ្មុំអាឃ្មុំប៉ុណ្ណាណីម្ងយកបានធ្លាក់អបតបាយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងមានចំណេះមានជំនាញហើយយើងត្រូវមានភាពប៉ិនប្រសប់អ្នកខ្លះយកមកអត់ដឹងថាទៅលក់កន្លែងណាអានេះគឺថាយើងអត់ចេះប្រើប្រាស់នៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនចឹងអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញមានជំនាញដូចជាខ្ញុំឃើញគេលក់កាទៀវចឹងនិយាយពីកាទៀវហ្នឹងឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់អត់ប្រិចតណាអញ្ចឹងក៏មានតែជំនាញធ្វើកាទៀវឆ្ងាញ់ហើយអ្នកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរបើទៅញ៉ាំវិញកន្លះម៉ោងមានកន្លែងខ្លះទៅញ៉ាំមួយម៉ោងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីគាត់មិនប្រប់អភិវឌ្ឍហេតុអីគាត់អត់ចេះប្រើអាជំនាញរបស់គាត់នឹងហោលុយកាន់តែធំកន្លែងហ្នឹងដែរសមត្ថភាពទៀមទាមានចំណេះជំនាញហើយភាពប៉ិនប្រសប់តើចេះប្រាសក្តានុពលរបស់ខ្លួនអត់ចឹងមានអ្នកខ្លះមានរបស់ល្អហើយតែអត់ចេះលក់ពីព្រោះមិនដឹងលក់នៅកន្លែងណាហើយចឹងថាគេមិនឲ្យតម្លៃ no មកពីអ្នកមិនចេះលក់ដូចទឹកឃ្មុំចឹងមានតម្លៃតែមកច្រកដបចឹងរឿងនេះបានខ្លាយបងប្អូនទៅអត់រួចទេបើសិនជាមានដបស្អាតជាងហ្នឹងមានពេលខ្លះតម្រូវការមកដបប៉ុណ្្នឹងគេអត់ត្រូវការគេចង់សាកគេអាចដបទៅជាងហ្នឹងឲ្យមានស្លាកសញ្ញារបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាគេបន្ថែមមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មពីក្រសួងសុខាភិបាលឡាក់ធ្វើឲ្យតម្លៃគេកាន់តែមានទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលជាតម្លៃនោះគឺយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងនិយាយមកនិយាយទៅនិយាយតែរឿងប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីបង្កើតតម្លៃខ្លួនឯងគឺយើងនិយាយអំពីចរិតហើយនិងសមត្ថភាពសង្ឃឹមថាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងស្ដាប់បានយល់ច្បាស់ចូលទៅក្នុងរឿងគ្រួសារវិញយើងចង់និយាយអំពីតម្លៃរបស់ប្តីអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងត្រូវដឹងអំពីតម្លៃរបស់យើងក្នុងនាមជាប្តីម្នាក់ត្រូវផ្ដល់អារម្មណ៍ទៅឲ្យប្រពន្ធឬក៏កូនប្រពន្ធនិងកូនមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីជីវភាពក្នុងការរស់នៅក្នុងនាមជាប្តីអ្នកត្រូវប្រកាសថាប្រពន្ធរបស់យើងកូនរបស់យើងមិនខ្វល់អំពីការហូបចុកមានន័យថាហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ឬបរិបូរណ៍ស្លៀកពាក់អត់កាទីកាទីទេស្អាតបាទមានផ្ទះនៅមានឡានជិះហើយការសិក្សារបស់កូនគឺរៀននៅសាលាដែលល្អអាចទទួលយកបានរៀនមិនចេះអានឹងមានពេលខ្លះដែលសារមកពីដងកូនទេព្រោះនៅសិង្ហបុរីក៏មានគេរៀនមិនចេះដែរបានគេងាកទៅរៀនជំនាញក្នុងនាមជាប្តីបំលៃរបស់យើងគឺត្រូវធានាឲ្យបាននៅលើការហូបចុកនៅលើការស្លៀកពាក់នៅលើទ្រនំដែលស្នាក់នៅហើយមានឡានឬក៏មានម៉ូតូយ៉ាងហោចណាស់មានម៉ូតូហើយកូនដាច់ខាតត្រូវតែមានការរៀនសូត្រត្រូវតែអាចគ្រប់គ្រងបើមិនបានរៀន
ហើយមានសាលាឯកជនរៀនសាលារដ្ឋមិនប្រកបថារៀនសាលារដ្ឋអត់មានអនាគតទេពីព្រោះសាលារដ្ឋល្អល្អជាច្រើនគ្រាន់តែមានចំណុចមួយចំនួនដូចជាផ្នែកការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាលាឯកជនមានគេទេមានគេអីលក្ខណៈហើយគេមានសេវាកម្មគេពីទៅទទួលមានគេធ្វើអីអានឹងដល់សារបុគ្គលចង់បានអញ្ចឹងហើយមិនមែនបញ្ជាក់អំពីគុណភាពថាសាលាឯកជនដឹងតែល្អជាងសាលាណូអត់អាចកំណត់បាន កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រិយថើតនីជីភិបរស់នៅនៅឯបានមួយទៀតតម្លៃរបស់យើងគឺជាសសរដ៏រឹងមាំនៅក្នុងគ្រួសារផ្ដល់សវត្ថភាពទៅឲ្យប្រពន្ធកូនបានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាមកមើងងាយមើលថោកគ្រួសាររបស់យើងប្តីខ្លះកាលណាយើងមានរឿងប្រពន្ធអ្នកចេញមុខតើតម្លៃរបស់ប្តីនៅណាអញ្ចឹងត្រូវរកតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យឃើញហើយជាពិសេសពេលដែលគេត្រូវការយើងគេឈឺកូនឈឺយើងនៅឯណា ហើយដឹងអំពីតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្រួសារគឺជារឿងអត្ថិភាពទី1មិត្តភក្តិគឺជារឿងអត្ថិភាពទី2ឬទី3ទី4គ្រួសារគឺជារឿងអត្ថិភាពទី1มันអាចផឹកស៊ីចោលប្រពន្ធកូនណាស់ប្រពន្ធកូនតែពូម៉ាក់បបួលទៅផឹកស៊ីតម្លៃរបស់អ្នកនៅកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនតែប្រពន្ធទេតែម៉ែក្មេងឪក្មេងយើងក៏មើលងាយយើងដែរសាច់ខ្លៃក៏មើលងាយយើងដែរហើយពេលដែលគេដេះគ្នាថាយើងថោកគ្មានកំណើតកុំខឹងគេក្រ
nhưng nặng nề để chơi dưỡng cho trai dưỡng đầy hướng ấy được miên phải giáo rưu riêng sâu thì nhẹ đột tì chứ mà mê đại tay bà phập xì ọt phải giáo uốt kia đã rương xây hướng lan hướng cặp chắc hướng ấy ọt phải giáo công vô màu gì công vô hướng nâng màu gì chân đầm lại bà dưỡng cứ đòi xa dưỡng ao đầm lại của xa nâng ạ tệp hiệp tiếp dương chỉ ở đây để miền đầm lại cô rốt nâng đăng côn trong cô phục mà đại không mê dân dương ở thở đăng côn đó là phục đại không mê đấy đi pro ở phục kia cả đôi chiều phục dương mà đại kia cả đôi chiều mà đại dương hai kia khom chỉnh châm bay bạch thay xa bọc côn bỏ dương hai quạt vô mà bọc côn lò dương nhân dương thở đăng côn vụ quạt đại quạt chui áp rung bọc côn rồi bỏ dương ai ban là o tiếp dương nè dễ rung dương chăm để tu pho nâng quạt khom đầm thằng bị không mê màu ở hiện ao miền sòng xa miền ấy cái tốt ao dương nâng chân không niềm gì ở đây trong niềm chỉ cầu xa cái cư thở trẻ hưởng nâng tân tay trong sông mình chạy tư mà nước sấy tư nước phò mà chậm luôn niềm tay khác nẹt không biết làm lại những cái ao đấy hai đấy nẹt trong man làm lại gì vào đấy rồi nẹt trong man làm lại gì vốn tay luôn nẹt ọt miền làm lại dân kia còn mình ao đây niềm tay khác cái mưa như mai ở dương nâng có đào xa chờ đặc dương nâng vì ở cao chờ đặc dương nâng vì thu thay ba chân nước phò chạm xiết phát xi lôi châu tê ọt miền miền tây bẩm nô miền của xa hơn miền cầu thôi nghe nghe từ tia lôi mai à câu chữ của từ tia lôi mai đây nhà anh chào mà xịt chân nhà anh ọt ai miền tầm lại bạn bấm bấm dần đại bà đây không ở lôi nhà anh nó từ chuối từ lấy bia ọt sọc pê rồi gọi tinh à nó bảo brand ăn luôn ai mà nói lôi tia là bà đây ngay đầu lan tia trên bực tia của bà bực tia ấy sai có bực nhẹ còn đang tầm lại bọc luôn ai cũng cứ chia sẻ ắt đầm ắt đầm nào tầm lại bọc luôn ai cứ chia sẻ bạn chơi là tia kỳ nông trong trong thì mệt hẹp nữa có máu hẹp như ông ta miền bắc là không có đây ở đâu đầm lại hay đầm lại bọc luôn ai dân tha dương thôi chị ở đầm hẹ gì bọc kia nữa xã xăm đằng kia ở đầm lại dương nữa tìm rồi ấy bọc bún miền đầm lại bọc bún chân đầm lại bọc đấy khi em dậy buồn đằng trước đầm lại bọc bún miền ấy tìm mũi che riệp chăm chặt chay lưới cái ao ấy dương riệp chăm chặt chay mà ca hộp chọc ca sliệp vẹt ca sắt xa bọc cồn ca nghiệp tẹt cứ dương gặp luôn đằng ở hơi nước sấy tu bây giờ thôi ca nghe nơi thằng khéo cả đội bà sân gì bọc đấy nơi tẹt rồi lôi bàn khăn dương dương cứ dương nơi đập luôn ca nghiệp tẹt mùi tiệt cho bà sân gì bọc đấy nưng hẹn hai tất chừng dương dương cua đã xong biết ở đây mà chui càng nghiệp tiền này bà ấp ở đây những cư chị thay cài bỏ dương này cái lấy những mũi mình lấy cùng slow pe nhâm trang nhầm điệp bà nhẹ slow pe đứt tiền sờ coi ở đây nhỉ nhấn đầm lấy bỏ dương mình ở đây áo tiêm tiền bà ở đây chầm nô tất chừng dương hơi mau đọt tiền mình chui càng nghiệp tiền chốt tại tu sát giấy kia làng về cho bà giấy kia làng về cho bà pi pro ở đây ni mình mến ăn tài sản vật thực ăn đang trả đất hai bờ dương miên đang sản vật thực trả đất dương ban dương tự thở dương ai mưa câu nên ban bị cha nè đây bài này là vinh propun được thế này bị cha nè propun bài này là vinh à nâng vi dục tị thọ cho mình trong bằng bài bằng bạn nè nà nói còn ta trong trong ai mình nè nâng cùng khai từ chị bản nhạc ai cua xa thời ca mình lúc pi nè chồm cái này mến tăng lư ở ngoặc tại mặt hàng ấy còn thang cho mình dễ à có đáp đi đây mình ao đầm lấy mua là hết ấy propun mình ao đầm lấy mua là hết ấy mau bị khuôn nẹt miên làm lại cái ảo chạm tục chân không niêm chim nước sấy bà trong ban làm lại thời tiền nghề ban ca chặt chay càng nghỉ ở nâng hộp chọc sliệp pẹt ca sắp xa bỏ côn ca nghiệp tè hay nâng thở che tục đặc không niêm chìa mà nước sấy tôi bay nhẹ thôi ca nghe nơi càng cao cả đời quy pro nature là bom nước sấy bẩn chân mẹ từ to và ao nước phổ po po từ ao nước phổ nẹt bạc cao đó rương môi chìm luôn côn của việt nứt chìm môi nhưng mà đai chở chìm đai đầm lại bom nước sấy che cửa rốt rẹt tè đó đầm lại oi mất phe bỏ đây đai tôi bay vẫn đỡ ám mất phe nó người
giáp giang mấy cái đó còn đây cùng dây nó múc dây nó khỏi non hai dân hộ bị thi trong can dây một đây mấy tới cùng riêng đây cũng đau mũi à thao nâng cũng đau mũi bộ à thao nâng anh nâng dương luôn ai nâng có thao đây cả na dương phở bịa sầm đây bị ọt lấy như thế luôn này thao đôi để kia hình chân tập quân để chát cùng tập điên mật thẹ đó bỏ đây đôi vô tập bóng tập vay các bạn ở đây hình chân cả na dương điên mật thẹ cái thao mà được ở đây nó có việc thao hình chân dương ao che phở bịa bịch đó xăm rum nó miên sự chi vật thôi đẹp như một giấy pi trở đất nâng chẳng cùng thua trở đất luôn ai nâng việc thu thay cả na trở đất dương thu lãi sầm đây dương tranh máu nâng việc pi mà rồi đốt nghiền chẳng hai mươi tiết đầm lãi bao phần mình thầm đã ao đầm lãi vẫn đây che tiền vẫn đây đã khói xe cùng mình thẹn khói dương miên việc thi dương tiếng hao dương che tròn sầm phong đập hiệp cho mùi nhẹ chất khang bao phần là o bao môn mà từ mưa trở nè mưa mà nước sấy nâng che tròn sầm phong đập hiệp mùi nhẹ chất khang nghề rẽ tẹt mùi nhẹ chất khang nghề hùa ngót hùa co mùi nhẹ chất khang nghề ốt đâm thẹn gì mình ngày ngày bật phiền nơi đập tẹt chân tê hai nhạc ra rẽ tẹ mũi nhẹ chất khang đây ta khang giấy đàm ghê rứt gò giấy phía sang như tại hướng cắt của tôi lê hòa nâng mẹn cho là bỏ thật phía bây nâng việc hát đôi chỉ khúc khách kia rứt gò cho hoàn phía lên bia lên là bay nhưng à nâng dưỡng ập thở cả trong sản phẩm hiếp ni mà đây ha rù rì rẽ tẹ mình sả lo mình phải chơi mình ấy ao kia tao vinh tao mau xua sọc tục kia tao vinh tao mau ngày muốn khai ôn chư anh chơi chơi tiếng trong màn và phun chân mà rẽ tẹ không ca cắt cái tôi lấy chứ là cặn vô sọp rồi gọi khóa trường ấy chùi bên trường ở kia đó bày nhẹ khóa môi khúc bua đấy mẹ nè sầm đô mẹ nè chọn sầm phía mẹ chọn bạp nâng ngay tờ ở rùi bắt đầu đầm lấy ở khổ xa chỉ rừng ăn thịt hiếp được kìa nè đầm bây khổ xa dương lẹc bong à chả rất chân ác ra ôm à chả rất nghệ ngọt dương lẹc bong vì môn nơi gầm bông dương châu chất là bom brand dương tùng rư dương mình chết phương ca nghiệp tia dương mình chết phương dương lẹc bong vì rùi dương ai đầm lấy khổ xa mẹ vì môn mất phép ai tập vô e on chẳng tư city mô ao tại là bỏ brand tranh mau một toàn cùng ta bắt đây dương từ tôi giống bàn ca chai vì bạn nâng ớt mừng hai mừng hai ấp nơi tia khi từ tôi giống bàn ớt xôm kết rương tia chỉ rương ạch thịt hiếp đôi ta bắt đây hình dân hai cửa rút đăng côn ở phụng ở đây khám ế đôi khi nhìn dân xả lãnh bắt đây cứ xả lãnh ở phụng ở đây kia xả lãnh bòm bồn kì xả lãnh bà phút xả lãnh ở phụng ở đây kia xả lãnh bòm bồn kì đôi khi nhìn ní cứ chia bằm lấy rồi bỏ bắt đây nâng rồi bỏ bà phút hình chân ạ nơi phê đầy dương thôi là bỏ nâng hai chân đăng đặc luôn ai mình làm lấy bắt đây nâng hình chân ngày nào mới nơi phê đầy kia mưa mình khơi làm lấy chạy chênh ở đây công sẽ đây hai công nghệ khởi chạy chênh tiếp rồi kê mình sẽ làm lấy dương chân mà nên bịa than này ai nơi cả lấy sốc hai mình đăng sốc miên sầm nang hai mình đăng miên sầm nang miên tê khá chào đồng bích tờ vô đồng cừu còn miên này miên tê khá chào đồng bích tờ vô bánh cao hai còn mà sẽ đây khỏi hết bỏ khá miên thay vừa thở lọc vừng tê chân phê để dương co sang làm lấy luôn ai hai á dương mình ăn người nhà rồi kê bỏ khỏi phê để kê mình sẽ làm lấy dương cứ dương chạy chênh hay cứ chênh nha dương thở lại đăng luôn ai ở chỗ bạc lọt miên đẹp là khi miên sầm nang ban dương chỉ bậc cuốn hai còn miên đẹp là có khi miên sầm nang ban dương chỉ bậc đầy to thật tiệt đấy à nếu mà sai khi mình vô làm pi đầm lại dương chân đầm lại dương mẹ kia ơi cứ khi mình vô khi mưa mình khơi rư khi mình đầm ca sau đây cứ khi luôn này chăm chút lại nữa mỗi tiết đầm lại bao một lực chân không niêm chỉ của giá và dối bao một hỏi chân không niêm chỉ một lực vĩnh đầm bay ban đầm lại dương thời che cửa tê mình lía slip để ở bàn xong rôm chỉ sẽ ai sần than bọc rôm hôn miên ca miên ai kia ở thầm thở ở kia từ cả na dương ao đầm lại tới ta ban dương cửa rút sờ lạnh ra ban tiếp dương ban đầm lại thì nạn được nón pin nhẹ cục rôm ao dương vĩnh thơ ca nghe đào dục chật đã công lệ lo thơ ca ao miên tùng nuôi con trơ cùng thơ tại các ba lọt miên cái tôi kịp hở thơ ca nghe mũi tại các đam cái to hai ọt từng mưa li bà kinh dây tha ô chim mà liên sân chẹt án ông viên liên bà lạnh chàng pa na pa này ban nhè nhè nhai sập tắt ai ọt mưa tì ho chim người đẹp đã thứ hai ơi ta xây cái đa thì khoe ao lôi cái hát ọt tại chai tì thằng dân chẹt nó người tự chẹt nơi anh nắng á nè ọt miên nằm lại với không niêm chỉ bộc lực chấm không niêm chỉ bộc lực bà trong ma nằm lại thua ca nghe kia ao dục chật tục đa miên các ba miên cái tôi miên từng mưa phật tử hai đặt luôn điên sâu pin nhẹ đầu tây mình men che tại chân này nhẹ đầu tây đặt bà cài chiêng nghe mũi tiết có che vô à xa nhẹ đầu tây vô à xa nhẹ na đặt sau dừng dừng rứ tư cả dừng chui xong chạy cầm hôn thay sọc sầm bạt ở bọc cầm hôn phở hao giờ che thay cái bài cùng tờ ao cái ao bình ao không ai đại ao ấy cả đó pra ao che thay để xa xong bây giờ cả đá pin này nâng đại phở chỉ tu tư tập lương bọc kê cả đá xây à na may cả đôi sa bu liên này cả đôi mà đẹp là thứ ba tập chào ba lương chào à nâng dương ấp miền làm lại đi nông niệm chỉ bọc lực dương ấp score làm pi đầm lại rồi bọc cầm hôn cướp thẹn đặc nón men ngay ngay vậy đã đam nặng đặc nón bây giờ đam bọc lực rứa gỗ che đai che tập bài ac op nè có miền làm lại đai hai pi cầm hôn chú ca làm ba men họ tập play prote cứ nơi to su chỉ môi kê ao là tập hiếp to su chỉ môi kê ao là tập hiếp sân à nâng thằng nông niêm đầm lại chỉ bọc lực nè thử thưa ai luôn ai miền làm lại sân bà kê mưa mình khơi tự cầm hôn môi tiếp đại cái ông ta khai trang gì nâng
hai ban đầm này của trường nâng xuôi trường nâng tiết anh nâng mà miền đầm lại tay ham chạy chân đi cả lại kia hai thẻ khai tất trường nâng hết ca như trời như nó hết nơi chẳng ai bị tẹt tiết anh nâng nẹ miền đầm lại thì ca chạy chân bảo dương nâng khăn khó khăn khá rồi ra cầm hân còn là kia sẽ đây ơi đâu ca nghỉ bạc anh nâng luôn anh chỉ nẹ khát hai thạc kia mình ai đầm lại no nẹ mình toàn miền đầm lại để trời kia ai chăm tục lại nâng trong cơ nhóm chân dễ ông bị đầm lại rồi bỏ nẹ đực nòm trong thơ thôi luôn chỉ cùng ru có rút về về lia miên tầm nuôi khát trâu chỉ buông ca nghe nẹt đắc non kha miên nuôi khát trâu hết hai ắt ao con trai miên sợi phiệp hết mất sức phải tranh mặt tệ mất được tua cùng nết do tại tam luôn ai hai p đại miên con sao mắt luôn ai bảo mộ hai p à lui thọ bạ rồi nhau con trai hai chia skill anh em mình phồn mà chụp bạ bọc luôn ai bọc bọc luôn đi mà lướt chân luôn đi sợi anh đang chơi dân dân miên làm lại không ra thôi chỉ mê đi dân mà chẳng man làm lại được trong vậy thời thơ luôn chỉ cùng ru hai trai đắc luôn chơi đập vào bao con trai bằng to ga riêng sau tinh môi chỉ vẫn đầm về con trai khác khơi mê chỉ nè nâng hai mê và cài bên nâng hai mê nơi ta riêng điện khiêm nơi ta riêng được kia ly hai nơi ta riêng được kia nè không bằng hiện được kia thua vậy mấy kết cú đó tham ăn tìm mùi chăm túc nhẹ đắc non thật kết cú đó tham ăn tìm mùi kết cú bọc lật tí pí kết cú luôn anh tìm bảy miên về kha muốn nâng trong sẽ không đặt luôn này làm cả khai thật chay cả khai bọc lật option pí pro bạc khai mê làm đó ha sấp mà rồi pram rồi mà pon bọc lật làm thầm phay sam rồi vậy ao kì làm chạm đòi về dừng lại pí pro bạc khai dương mẹ làm tít tôi được kể thì chân tốc ở cao ở bọc lật away để lo lo away để ăn được phim ao sẽ tham bán tìm muối pí pro tham bán cái chặt tục tha việc chỉ pay luôn đẳng mù chân ao để ra pay luôn mọi cũng còn lại qua ở đó chân sẽ tham bán cứ chỉ đường tìm muối bọc lật cứ chỉ đường tìm pí hai luôn anh cứ chỉ đường tìm bảy chân nhưng kết cù dần không nghiêm gì nẹt đực nọ dân thật kết cù dần lại là dân hôn ai cứ nơi khỏi kề mỏ hai miếng công môn qua tiết còn dân ai có đâu tha bốc lớp dân thật kết cù tìm muối sợ tha ban dân kết cù tìm pì anh nâng co việc mình không cho ngày đại sách tài ca ao nhìn dùng ở đây hai mưa tới tam sát than là hiệp chạy sai như bao dương bằng hát bằng riêng này non tha sau đây ao bốc lớp phần hai không đây sát bản á cứ chết rồi bao dương trong ao bốc lớp rít chầm rán trong ao bốc lớp chưa lươn được một mình ao nơi cả trầm lần tê mình trong ao thưa cao kì rót chén nam nơi cả pì rồi thưa cao rót chén nam nơi cả bầy rồi anh dân bao miên ọc ca miên sản phẩm thời luôn nhau từ một mình cua xa này dùng mình tạm cua này dùng tay sản phẩm đặc biệt này dùng bà dương ở sản phẩm đặc biệt này dùng khi ở miên ọc ca tê hai cái mình đang bật cua phải chơi mấy sản phẩm bàn đang cầu vì ở từ một này hai trăm mười mũi tiết tua bay bốc lật châu mà từ bốn ở chơi từ dương không mà đâu đã là đại luôn dương toàn vấn đề cái nơi buổi dương màn pi năm bảy năm bảy năm cái lút lo hai cái miên ọc ca họ lo hai cái tờ crom hôn đại thông cho nâng tiên rước cái thôi phơi chia sẻ gần dương từ rít rỉ chun nằm nào kì chun bơ kì ở cạnh đại chuột chơi cạnh đại ó hơi cả xoa cung kì ngò quỳnh đại xoa cung kì mà lên tè dương đại hơi từng tâm nâng chân bằng cái chân recommendation ảo chân đi khách bệnh chạy càng nghi ảo miên cả lại anh khoan là hỗ đó chúc liên ai bộc lực tiên là bị chạy chân mến mến trong ai bộc lực nâng chắp chân đầu tiên còn đây cái trong khai nhầm nó cũng bộc lực đại miên côn sầm bạn ao mà thả bạn tư kim miên ao cam thì chúc liên môi pè đẹp bộc lực kim miên welfare môi sầm đẹp bộc lực này pè chạ chèn tôi mà vinh dương ập thời thôi tục bộc mà nên pè đẹp bộc lực chạ chèn nhỉ ní cứ chia đầm lại rồi bỏ nẹt cục rồng chẳng ngày ní nhung chồng vậy bên nắng sập màu vinh đầm lại bỏ dương cứ dương khôn ai chỉ nẹt không phần kim miên nẹt đầu tì ao vậy cứ dương tiêm chỉ ao cái ao dương đó là bạn đầm lại mới được u thôi dương tư thua càng nghĩa bờ này anh mà rồi không thua là hố đo cái tam bờ mạnh dương tam mà hồ dương mà chân dương tham mà pon cứ mà pon khởi về nâng dương ập từ mà pon thèm cứ mà pon thèm bay pon cứ bay pon thèm pon cứ thèm pon à nâng đầm lại bờ dương mẹ cái ao gì miếng bị khác cái đánh khai dương môi còn bị dương ập từ không sập mà quấn đầm lại là bờ dương cứ dương khuôn ai chỉ nẹt bằng cả hơi một bên là dương vô là khuôn ai bằng cả ở miền đầm lại hỏi cái mưa mình khơi cùng lũ ở miền nẹt rứa cái mưa mình khơi dương trời tại chạ chênh ba áp chạ chênh vì ai giết thì thua sầm rạp khuôn ai con tai nhung sông mình chạ môi thang muốn nâng chạ chênh trời thu bị nứt đọp dương khai vì tật tề đặt hạt trời ở miền ấy nơi hàng không đọp đại vị chỉ đầm lại rồi bỏ dương giang thay nứng sông châu rùm chạy trùm lệ chỉ mũi bom ôn tập bình nứng miền bê tùm nế mưa clip an sự thơ đáp tới bà mình cho chất an mưa YouTube hay nơi khăn ông Facebook có miền cái chai chai cũng đặt trơn chẳng sẽ không tha bom ôn cùng chạc chê bê bê lia cả nào bởi bom ôn chạc chê bê bê lia ọt đầm lấy bom ôn nâng khai tới chìm nước ọt đầm lấy ok bom ôn chạm mình nút thò mà đa thư rương mình thò mà đa nâng khai tới chìm nút mình thò mà đa mình nút sầm khăn tại thư rương ọt bàn ca thư rương ọt sầm khăn nâng khai tới chìm nút ọt bàn ca anh nóng thư sơ đây đã bỏ lục cru hào chan rọt tha sẽ thắp bản nước đã bỏ rọt tha lịp đình mình bê khắc nhóm riêng sốt bị gọt đài vô thư sơ đây gọt mà bảo đài hơi mà chạy mình lấy tới bóng bồn tỏ
ជាចុងក្រោយសង្ឃឹមតែបងប្អូនបង្កើតតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងមើលការកែខៃចរិតរបស់ខ្លួនឯងសុជីវធម៌របស់ខ្លួនបើខ្វះខាតជាបំពេញបន្ថែមឬកែលម្អចំណុចឆ្គាំឆ្គងកាយវិការពាក្យសម្ដីអីហើយសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅបាទមិនកុំយកគំរូណាអាក្រក់ដូចខ្ញុំខ្ញុំព្យាយាមដែរកុំបត់ជើងទៅពីទៅពីធ្វើជាមនុស្សដែរអត់មានសិលធម៌គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់រស់នៅក្នុងសង្គមការបើកឡានបើកម៉ូតូក៏ផ្លេអត់ដឹងថាហ្នឹងវាជាមទីពេទ្យអាហ្នឹងសិតតែខ្វះសិលធម៌ហើយជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណអ្នកដទៃពេលដែលគេធ្វើល្អជាមួយយើងហើយ positive thinking ហើយធ្វើជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវព្យាយាមបង្កើតតម្លៃខ្លួនឯងកុំយកពេលវេលាទៅជាជាទៀតបងប្អូនមួយថ្ងៃមួយកុំខ្ជះខ្ជាយរឿងផឹកស៊ីរឿងលេងហ្គេមរឿងដើរលេងអញ្ចឹងឥឡូវពេលវេលាដែលខ្ជះខ្ជាយពីច្រើនហ្នឹងដេកច្រើនណាស់ខ្ជះខ្ជាយលេងហ្គេមទូរស័ព្ទឆាតអត់ប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ខ្ជះខ្ជាយផឹកស៊ីមិនត្រឹមតែខូចសុខភាពទេអស់លុយហើយខូចសុខភាពមានជំងឺអីទៀតសិតតែជារឿងខ្ជះខ្ជាយហើយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអត់តម្លៃសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាយាមបង្កើតតម្លៃឲ្យខ្លួនឯងអានឹងគេឲ្យតម្លៃយើងតាមក្រោយអញ្ចឹងតម្លៃដែលគេឲ្យហ្នឹងដោយសារយើងជាអ្នកបង្កើតវាឡើងមានឱកាសជួបគ្នាទៀតថ្ងៃ